Chúa ơi, Ngài hiện diện trong căn phòng này. Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa Ngài tiếp tục đồng hành cùng chúng con buổi sáng hôm nay. Con cầu nguyện đến sự chúc phước của Ngài trong căn phòng buổi sáng hôm nay. Trong căn phòng này, con sẽ thấy rằng sự hiện diện của Chúa trong căn phòng này, Chúa ơi. Con cầu nguyện cho ông bà anh chị em chúng con. Những ai đang trên đường bước đến đây, con cầu nguyện xin Chúa Ngài ở cùng họ, đi giữ họ đến đây trong sự bình an của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa Ngài cho tấm lòng anh chị em của chúng con, ông bà anh chị em của chúng con buổi sáng hôm nay. Tất cả chúng con đều được có sự vui mừng từ đây Chúa, có sự bình an từ đây Ngài. Chúng con được sự hóa lòng ở đây Ngài. Con cảm ơn Chúa. Những ai bước vào căn phòng trong buổi sáng hôm nay đều nhận lấy sự bình an từ đây Chúa, nhận lấy niềm vui từ đây Ngài. Con cảm ơn Chúa. Alleluia. Chúng con lời khen Ngài, lời khen Chúa của chúng con, là vua của chúng con, là đấng đời đời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Alleluia. Chúng con lời khen Ngài, lời khen Chúa của chúng con. Hallelujah. Anh chị em chúng ta cho với niềm vui buổi sáng hôm nay mà. Tin rằng buổi sáng hôm nay niềm vui của Chúa sẽ cho chúng ta được càng thêm hơn nữa. Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào đến mục sư quản nhiệm, mục sư Hồ Tổng Khoa, như là quý thầy tớ Chúa, là trưởng lão, cùng quý anh chị em của chúng ta buổi tối hôm nay, buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa cho chúng ta sau cái Hallelujah. Cảm ơn Chúa, tôi được vui mừng được ngợi khen Chúa với cùng ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay. Tôi tin rằng niềm vui của Chúa sẽ cho chúng ta buổi sáng hôm nay được vui thỏa ở trong sự ngợi khen Chúa. Amen không ạ? Hallelujah. 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 Buổi sáng hôm nay, tôi xin trân trọng đến tới Chúa, mục sư Hồ Tổng Khoa sẽ có lời cầu nguyện cho chương trời. Trân trọng kính mời thánh cùng đứng lên, chúng ta lấy lòng thành kính hướng về Chúa, dọn tấm lòng của chúng ta cách rất đặc biệt để Chúa ban phước cho sự thờ phượng Chúa chúng ta sáng hôm nay. Nhất là chúng ta có một buổi nhóm thờ phượng Chúa chủ nhật cuối cùng trong năm 2022 rất quan trọng. Cảm ơn Chúa, một năm qua đầy thách thức khó khăn trên cả thế giới, Việt Nam không được miễn trừ, nhưng Chúa vẫn cho chúng ta được bình an sống động cho đến giờ phút này. Đó là điều mà chúng ta phải dâng lên Chúa lời cảm ơn Chúa một cách hết lòng, và để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa một cách mạnh mẽ. Amen. Và dốc lòng dốc sức để thờ phượng Chúa. Mỗi lần đến thờ phượng Chúa là một cái ân huệ lớn lao. Xét về luật công bình và sự thánh khiết của Chúa, chúng ta không được phép làm bất cứ một việc gì cho Ngài. Nhưng Chúa đã xóa sạch tội lỗi chúng ta, ban cho chúng ta được tự do đến với Đức Chúa Trời ca ngợi Ngài qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Cho nên một lần nữa tôi xin Chúa cho tất cả chúng ta cùng hướng về Chúa. Trước hết chúng ta cùng hát với nhau 3 lần cái bài chúc cho đấng ngồi trên ngôi, rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện. Ta cùng đưa ta lên, giúp ta đấng ngồi trên ngôi là Chúa Giêsu bên nhau. Chúa
Lạy Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, Đấng đã dựng nên chúng con giống như hình ảnh của Ngài. Nhưng tổ phụ của chúng con đã bán đi hình ảnh cao trọng đó khi Adam và Eva phạm tội với Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Giêsu vì tình yêu vô biên kỳ diệu lạ lùng của Ngài. Chúa đã giáng thế làm người, chết thay cho chúng con trên cây thập tự và lấy huyết của Ngài làm sạch tội lỗi chúng con khi chúng con ăn năn tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng con. Cảm tạ Đức Chúa Thánh Linh, bởi quyền năng của Ngài, mỗi một chúng con được Chúa tái tạo trở thành một tân tạo vật ở trong Chúa. Sáng hôm nay chúng con vui mừng sung sướng vì chúng con được làm con thánh của Ngài. Chúng con sung sướng vì suốt 5 năm qua Chúa có ở với mỗi một cuộc đời chúng con, bên cạnh từng cuộc đời chúng con, dẫn dắt chúng con, giúp đỡ chúng con, uống nắng chúng con, dạy dỗ chúng con, bảo vệ chúng con trong sự quan phòng kỳ diệu lạ lùng của Ngài. Vì vậy mà chúng con được bình an, được sống động, được mạnh khỏe cho đến giờ phút này. Chúa ơi, sáng hôm nay Chủ nhật cuối tháng cuối năm 2022, Chúa đưa chúng con đến đây buổi sáng hôm nay để chúng con ra mắt Chúa, thờ phượng tôn vinh Ngài. Con cầu nguyện để xin Chúa hiện diện với chúng con buổi sáng hôm nay, để tại đây mỗi lòng chúng con sẽ hát ngợi khen Chúa, sẽ nghe lời Chúa, sẽ dâng hiến và một số tiết mục chúng con tôn cao danh thánh của Ngài. Cầu xin Chúa sức dầu trên chúng con để buổi sáng hôm nay không phải là nghi thức tôn giáo bên ngoài, bên là những tâm lòng biết ơn, yêu mến Chúa và với tâm lòng tôn cao danh thánh của Ngài. Nguyện Chúa ban phước cho đến thời giờ sáng hôm nay, mỗi một chúng con đều nhận phước hạnh từ thiên đàng đến một cách cụ thể trong từng đời sống của chúng con, để bước sang năm mới chúng con lại tiếp tục sống với sự bảo vệ chăm sóc của Ngài, hầu cho mỗi chúng con được phước và cuộc đời chúng con không chỉ là một tín đồ bình thường mà là một môn đồ của Đấng Christ, để Chúa dùng chúng con đem phước đến với hội thánh, đem phước đến với gia đình chúng con, đem phước đến với tha nhân và những người xung quanh chúng con. Xin Chúa cho chúng con mạnh mẽ, sức vững vàng, hết lòng yêu mến Chúa và nhất là tận dụng thời giờ, sức lực, tiền bạc, của cải, tài năng phục vụ Chúa của chúng con, để danh của Chúa phải được vinh hiển trên đất nước này. Mỗi một người chúng con sẽ trở thành một nguồn ơn phước cho người khác. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay con dâng ban nhạc trong bàn tay của Ngài. Chúa ơi, xin chức dầu cho các bạn chúng con. Ở đây không phải chỉ là đờn ca một cách bình thường, mà là những thầy tế lễ của nhà vua. Cầm một cái nhạc khí lên, Chúa cho các bạn chúng con ý thức rằng chúng con đang giữ phần thờ phượng tôn cao Đức Chúa Trời vĩ đại, toàn năng, kỳ diệu lạ lùng. Chúa ban phước truyền đạo Ngân Văn Liêm hướng dẫn sáng hôm nay cũng được sự sức dầu của Chúa, để mỗi lời nói của anh em chúng con, Chúa cũng dùng để đụng chạm đến đời sống chúng con, khích lệ chúng con. Cũng cầu nguyện cho người trình chiếu, cho người quay phim, cho tất cả chúng con, những người sẽ đứng đây lên làm chứng về những ơn phước Chúa ban cho năm qua, để suốt chương trình này không trôi đi một cách mệt mỏi, không trôi đi một cách khô hạn, như sự tươi mới ngọt ngào đã thánh lên Ngài, sức dầu làm ơn cho tất cả chúng con. Nhân đức Chúa sáng hôm nay, có bệnh tật nào đang dài xé trong cơ thể này, trong danh Đức Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa sống lại, con ra lệnh bệnh tật đó thì đẩy lui ra khỏi thân thể chúng con, để sáng hôm nay cả phần xác lẫn phần hồn chúng con sống động mạnh mẽ trong ơn và sự sức dầu của Chúa. Cảm ơn Ngài. Con hiệp ý với quý tôi, con Chúa kính nhân thì giờ trọng thể này trong tay của Chúa, với lòng biết ơn chi cậy nơi Chúa, và chúng con cùng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sẽ đồng mở ra trong Thi Thiên 145. Đấy là nền tảng cho sự người khen và phục vụ Chúa. Chúng ta đồng mở ra Thi Thiên 145. Tôi sẽ đọc câu lễ. Quý Hội Thánh của Chúa sẽ đọc câu chẵn. Chúng ta có hết giờ ạ? Chúng ta có kinh thánh hết giờ. Lòng về sự hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hàng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ cao ở phòng vị Chúa cho dòng dõi kia, và đạo truyền về quyền năng của Chúa.
Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh, oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình của Chúa. Đức Giê-hô-va hãy làm ơn, có lòng thương xót, chẳng nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Đức Giê-hô-va là công bình cho mọi đường Ngài, hay làm ơn cho mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va là ơn cho mọi người có lòng hoan thượng cầu cảm Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ rộn đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Amen. Chúng ta đồng đọc chung với nhau câu 21. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va. Nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đồng đứng lên để chúng ta sẽ ca ngợi Chúa buổi sáng hôm nay. Alleluia. Chúng ta sẽ đồng lời xem. Thank you.
Thank you.
ai giống như Ngài cả. Phải Chúa ơi, buổi sáng hôm nay chúng con đang chúc tụng cho sự oai nghi, đại quyền đại năng của Ngài. Hallelujah. Con cầu xin Chúa Ngài tiếp tục vận hành trong tấm lòng của chúng con. Con cầu xin Chúa Ngài tiếp tục vận hành trong căn phòng này. Hallelujah. 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 Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục vận hành trong căn phòng này. Hallelujah. Một lần nữa chúng ta tiếp tục ngợi khen cho sự đại quyền đại năng của Ngài. Đại quyền đại năng của Ngài. Chúa, chúng con sẽ chúc tụng cho sự đại quyền đại năng của Ngài. Một lần nữa chúng con sẽ tiếp tục ngợi khen cho sự đại quyền đại năng của Ngài. Thank you.
đến để chúng con tôn cao Chúa Giêsu của chúng con, là đấng ban cho chúng con sự bình an. Hallelujah, một lần nữa con cầu nguyện đến danh của Ngài. Hallelujah. Bởi vì chúng con yêu Ngài, Chúa Giêsu ơi. Ngài ban cho chúng con danh của Chúa Giêsu. Hallelujah, buổi sáng hôm nay con cầu nguyện để công bố sự tự do của Chúa Giêsu trong căn phòng này. Hallelujah. Những ốm đau bệnh tật trong danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho ngươi phải ra khỏi căn phòng này. Không còn con người nào đau bệnh trong căn phòng này. Trong căn phòng này được sự chữa lành với Chúa Giêsu. Hallelujah. Trong căn phòng này có sự tự do để ngợi khen Chúa. Trong căn phòng này có sự tự do để ngợi khen Ngài. Trong căn phòng này có sự tự do để sự thơ phượng Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu, những điều nào ngăn trở sự thờ phượng Ngài, con công bố trong danh của Chúa Giêsu. Con bẻ gãy điều đó, con công phá điều đó trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Hãy Chúa ơi, con biết rằng Chúa Ngài đang ở đây đây. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hãy Chúa, chúng con yêu Ngài. Hallelujah, Hallelujah. Lòng của chúng con yêu Ngài. Hallelujah.
Jesus.
Ngài là Giê-xu, đấng muôn đời. Ngài nói là Ngài yêu chúng con đến muôn đời. Hallelujah, Ngài nói là Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Đó là tình yêu của Chúa Giê-xu. Hallelujah. Thái Chúa ơi, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn vinh Ngài Chúa ơi. Chúng con yêu Ngài bằng cả tâm lòng của chúng con, không phải chỉ qua môi miệng của chúng con mà thôi. Cha ơi, xin Ngài tiếp tục hành động từ tâm lòng của chúng con. Chúa ơi, Ngài cho chúng con biết được tình yêu thực sự từ nơi Chúa Giê-xu. Hallelujah. 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 Tôi muốn tiếp tục hát một lần nữa. Lòng của chúng con yêu Ngài. Hallelujah. 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 Xứng đáng để chúng con chúc tụng một ngày, đấng xứng đáng để chúng con ca ngợi mỗi ngày. Cả cuộc đời của chúng con xứng đáng để chúng con ca ngợi Ngài, Chúa ơi. Tình yêu của Ngài xứng đáng để chúng con ca ngợi Ngài. Tình yêu của Ngài xứng đáng để chúng con ca ngợi Ngài mỗi ngày, Chúa ơi. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Một lần nữa chúng con hiệp chung với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. 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 Rồi, chúng ta hãy cùng nhau mời.